Ừ thì trời. Con gái đấy phải con gái. Đó bình thường á là bờ đây lắm đi lại chứ đi hang cho nhiều cơm chứ. Quấy yêu ngã bờ một chưa? Lại đạp mãi đấy rồi. Thật thầy thật cho thật trong về cái gì đó đặt trong về để di cánh thì muốn lên lại nhớ mình lại đó là cuộc đời mày đó không được cuộc đời rồi chứ cuộc đời rồi chứ mày vào đây cũng làm chứ còn bây giờ hôm là kiểu đi hang ấy nó đi hang ấy nó vứt điện thoại đó luôn vứt cả chân quay đó lên đấy đó đi hàng về cho lại tèn vào mất đầu nhờ vừa đi sợ mà khi đi cái đi nó đi thằng là toàn là sợ rồi nó phải đi rồi cái chứ đó kinh đồ đó nghỉ con đi xe to không hả con đi xe to mày đưa ra có làm mua lại cái xe đạp đạp cho mày lắm xe to xe đạp đấy mày đồ đúng không hẹp đó xe đạp đi xe của hẹp đâu trả nó ra đúng không ạ? Tạm ra 7 tháng 7, mày bỗng mua đi, mày chỉ mua thôi. Mua thôi. Mày đảm bán rồi. Cái gì dễ đó chứ dễ răng bữa nay nó kề đó bé gầy nhiều người chạy nên gầy nhà mọt đấy này ừ. Mà đợi cái mọt nó quả bên trái thì móc bên trái thì chứ chút lần nữa chứ mà qua cho cái chút lần nữa chứ giá như thế à, giờ đúng rồi nhà chạy đến đi một cái xe lắc một cái xe khuyên mày sửa tăng người đi dư hai xe nữa
Này ngoài đâu được thế? Ủa đâu mà này cho thằng xe? Quay em mỗi rồi. Đây ga này vặn cỏ nhiều vừa được ngọc. Cái vặn cái lần vọt nữa. Cái đi sáng đấy thì gọi là nở kim chọc nồi mình. À đúng rồi, là kim chọc nồi lên đi nở được. Được cái nào cháu? Cả nhà trên hợp rồi. Có hai là mời mừng người già mua hai mua quả mua hai con sáu rồi con trưởng được vân vân lúc vọt đấy nhiêu chứ dạ rồi là xong đây này dừng cậy đó con nhập viện cầm mồi bơm rửa rồi xuống châu rồi chữa lát cái đường cái bậc sóng đường bê tông nữa mà rửa hơn chút rồi cái cổng đốc rác của bậc phụ cái chủ diệm lá đó lá cả sáng quạt sách cái cát đấy bị nhá con mai cũng bị sơ sơ mua mấy quạt nhà thờ nó đây có mấy con rớt mày thì đừng mua chẳng hạn chính đừng mua rồi hết vọt sợ lão ta chụp cái tạt luôn đó. Được rồi.